chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Ăn ở phúc phận, thần Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, tiền vàng nhét đầy két, đổi đời giàu sang viên mãn. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 thân mến, có bao giờ anh chị nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi, long đong, lận đận? Chắc chắn là có. Chắc chắn từng có lúc anh chị than thân trách phận, hận mệnh oán đời, tiếc thời thế không thông, buồn vì vận may không thuận. Chắc chắn từng có lúc anh chị thấy bất đắc chí hoặc mình bị lôi vào vận hạn một cách vô lý, cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại đôi phần. Nhưng đã bao giờ anh chị nghĩ, bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra? Có một cách nói như thế này, rằng trong mỗi con người đều có một vị Phật, nên đó là nguồn gốc của câu Phật tại tâm. Trong tâm thức của chúng ta, có một vị Phật đang hiện hữu, đang tồn tại, đang chứng kiến từng hành vi trong từng nhịp thở của ta nhân thế. Để hướng về vị Phật này, không cần cúng dường, cũng chẳng cần hương khói hay bất cứ thứ phàm tục chấp nhất nào, có chăng chỉ cần làm đúng, chỉ cần hướng thiện, biết sám hối khi sai, biết chắp tay khi nguyện, biết cúi đầu khi học, biết cảnh cáo khi khẩn cầu những vướng mắc trong cuộc sống đời thường và quán cái trách nhiệm với từng hành vi, vậy là đủ. Vấn đề là ở chỗ, vị Phật này ít người nhận ra, ít ai nhận thấy, nên người ta hay cầu Phật ở ngoài chứ ít khi hướng vào vị Phật ở trong. Không sai, khi cầu cúng bề trên nơi chùa to điện lớn, nhưng đừng quên dưỡng cái chánh niệm hướng về vị Phật trong chính con người mình. Đừng quên là mọi hành động ta làm, mọi hành vi ta thực hiện, mọi kế hoạch, mọi mưu tính, mọi suy nghĩ sâu thẳm nhất cũng sẽ được vị Phật này dõi nhìn. Không hẳn là chấm tội ghi công hay gì đó là việc của quỷ thần, mà là dõi nhìn, để xem ta đi được bao xa trên đường học, hay lại để cho cái cõi hồng trần này vừa dập cuốn đi. Nhắc cho Nhâm Tuất rằng, dù có thế nào cũng đừng quên cái sơ tâm của anh chị khi vào đời, dù có thế nào cũng đừng quên cái thiện tính, cũng đừng mất cái hoan hỷ tại tâm, cũng đừng để sân si, sân hận che mờ suy nghĩ, làm đớn hèn bản thân, khiến anh chị đưa ra những lựa chọn nhầm đường, lạc lối. Mới đây nhất, các thầy tử vi, thầy phong thủy, thầy chiêm tinh, nhà thần số học vẫn đang ngày đêm nghiên cứu và đúc kết số mệnh con người. Và giới tiên tri tử vi gần đây nhất đã tiết lộ ra bí mật giúp số ít con giáp vượt qua đại hạn, đón lấy bình an. Trong đó nổi bật nhất là con giáp tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, Nhâm Tuất tránh được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ. Người tuổi Nhâm Tuất muốn tiền bạc ập đến, mua nhà tậu xe thì hãy tránh những điều đơn giản này, nhất là nếu biết tận dụng vận may từ những bí mật này mà đổi đời sang trang. Từ nay trở đi, tấm bản đồ tương lai đã trải rộng ra trước mắt, hố sâu, vực thẳm hay rừng vàng, biển bạc đã hiển lộ, làm gì cũng thuận lợi một bước lên mây, tiền nhiều như nước. Sinh ra trong thời loạn là bất hạnh, nhưng công thành, danh toại giàu sang, phú quý giữa thời loạn, đó chính là may mắn mà con giáp này xứng đáng nhận được. Vậy bí mật đó là gì? Điều phải tránh là gì? Bản mệnh sẽ có vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch diễn biến như thế nào? Thì ngay sau đây xin mời quý khán giả hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết nhé. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 thuộc hành thủy trong ngũ hành giới thiên can nhâm, cũng thuộc hành thủy biểu trưng cho sự linh hoạt, sâu sắc và thông minh, kết hợp với con giáp tuất, biểu tượng của lòng trung thành, sự chính trực và tinh thần trách nhiệm cao. Người tuổi Nhâm Tuất mang cho mình một sự kết hợp đặc biệt với sự sâu sắc, tinh tế và lòng kiên trung. Người tuổi Nhâm Tuất thường có tính cách trung thực, thẳng thắn và đầy tinh thần trách nhiệm. Họ là những người luôn hành động vì lợi ích chung, coi trọng công lý và sẵn sàng đấu tranh cho những gì họ tin là đúng. Thiên can nhâm thuộc hành thủy mang đến cho họ sự linh hoạt trong suy nghĩ, khả năng thích ứng cao và một tư duy sáng tạo. Con giáp tuất giúp họ có lòng trung thành, biết bảo vệ những người thân yêu và những giá trị họ quý trọng. Người tuổi Nhâm Tuất thường rất nhạy cảm và thấu hiểu tâm tư của người khác. Họ có khả năng lắng nghe và đồng cảm sâu sắc khi họ trở thành những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy.
Sự kết hợp giữa hành thủy và con giáp Tuất giúp họ trở nên sâu sắc trong suy nghĩ, nhưng không mất đi sự thực tế và khả năng hành động khi cần thiết. Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Tuất cũng có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Sự nhạy cảm đôi khi khiến họ dễ bị tổn thương và khó khăn trong việc đối mặt với những tình huống không như ý muốn. Họ cần học cách giữ bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc và không để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của mình. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Nhâm Tuất nhận ra rằng, ngoài lòng trung thành và sự chính trực, cần phải có sự linh hoạt và khả năng thích ứng để vượt qua những thử thách. Họ hiểu rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn và đôi khi sự thay đổi là điều cần thiết để phát triển và tiến xa hơn. Họ học cách chấp nhận những điều không hoàn hảo, sử dụng linh hoạt của hành thủy để thích ứng với mọi hoàn cảnh và tiếp tục tiến lên. Người tuổi Nhâm Tuất cũng hiểu rằng, hạnh phúc không chỉ đến từ sự bảo vệ và duy trì những giá trị cũ, mà còn từ việc chấp nhận và hòa nhập với những thay đổi xung quanh. Họ học cách mở lòng đón nhận những điều mới mẻ và không ngừng hoàn thiện bản thân. Họ nhận ra rằng, để thật sự hạnh phúc cần phải cân bằng giữa lòng trung thành với những gì đã có và sự linh hoạt để thích ứng với những gì sẽ đến. Trong các mối quan hệ, người tuổi Nhâm Tuất luôn cố gắng duy trì sự chân thành và lòng trung thành. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ với người khác. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự hiểu biết, lòng khoan dung và khả năng cảm thông. Họ luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường hòa hợp và yêu thương trong gia đình và xã hội. Người tuổi Nhâm Tuất với sự kết hợp giữa tính trung thành và sự linh hoạt là hình ảnh của một con người trung thực và sâu sắc. Trên con đường nhân sinh, người tuổi Nhâm Tuất không chỉ chính trực và có trách nhiệm, mà còn biết cách duy trì sự linh hoạt và nhạy cảm trong mọi việc mình làm. Chính sự hòa quyện với sự thấu hiểu của hành thủy và sự trung thành của con giáp Tuất đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Nhâm Tuất, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và hạnh phúc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch là thời điểm có ngũ hành kim cực dượng, nên những người mệnh thổ thì tiêu hao khá nhiều căn khí. Không gian chủ yếu là tính âm nhiều hơn càng khiến ngũ hành kim mạnh mẽ. Người mệnh mộc vì thế chịu nhiều kiểm soát khắc khổ, hàng khí trói buộc khiến tinh hoa bản mệnh khó mà phát triển. Tử vi từ trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất nhận định, đây là khoảng thời gian ngũ hành của nguyệt lệnh. Vì thần tối cao nhất trong thời điểm này không ủng hộ bạn, vận khí suy yếu, làm gì cũng khó khăn trồng chất. Đầu tháng kiếp tài gặp khắc chế, công việc và chức vụ cũng chịu nhiều sự cạnh tranh. Cuối tháng tỷ kiên lâm suy, vận tài chính và tình cảm cũng đối diện nhiều vấp ngã, đau đớn. Thời điểm này dự báo nhiều khó khăn cản đường, điều mà bạn có được đó là tinh thần lạc quan để đối mặt với các vấn đề nảy sinh. Hầu hết chúng là do hoàn cảnh khách quan, bản mệnh rất cần bản lĩnh hơn trong thời gian này đấy nhé. Tương hại khiến cho mối quan hệ của bản mệnh với đồng nghiệp không được tốt, dù sao để cải thiện thì không thể trong một sớm một chiều đâu. Do đó, bạn cũng cần phải kiên nhẫn trong cả việc xây dựng mối quan hệ. Công việc đội nhóm có thể không được suôn sẻ khi một người bạn rất quý mến dần lộ rõ bản chất thật của họ. Nhiều bạn có cố gắng tự bao biện cho đối phương, bạn vẫn không thể dứt bỏ những cảm giác khó chịu đang dần nảy sinh trong lòng. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, may mắn là bản mệnh sinh ra đã kiên cường, có thể thấy bạn chịu được khó khăn, vất vả, luôn nỗ lực hết mình, nên bao nhiêu trở ngại cũng không làm bạn cảm thấy sợ hãi hay kiếm cớ mà thoái lui đâu. Người tuổi Nhâm Tuất chào đón thời điểm trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch với nhiều thử thách và khó khăn bày ra trước mắt, đòi hỏi người tuổi này phải cố gắng hết sức để vượt qua. Đừng lo công sức mà bản thân bỏ ra là uổng phí, chỉ cần bạn chịu lao động thì chắc chắn gặp được cơ hội tốt để lội ngược dòng, khẳng định giá trị của mình. Bạch biệt chủ đào hoa rất tốt cho con giáp tuổi Nhâm Tuất độc thân, bạn muốn cải thiện chuyện tình cảm của mình trong thời gian này. Cơ hội mở ra rất nhiều, bạn có nhiều lựa chọn hơn. Hãy cứ từ tốn để tìm ra người phù hợp với mình bạn nhé. Thế nhưng với những cặp vợ chồng thì lúc này có nguy cơ xích mích xảy ra khi một trong hai người có dấu hiệu quan tâm yêu thích một người khác giới. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982
trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất cho thấy thương quan mang lại nhiều tác động tiêu cực đến cho sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Do đó, bản mệnh cần phải cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Khi bạn an tâm nhất lại là lúc nguy cơ dễ kéo đến nhất, cần nhớ đề cao cảnh giác, vì trên thực tế, bạn là người có khả năng trong công việc, bạn chủ động nhận trách nhiệm mà không cần đến sự phân công của người khác, tinh thần tự giác giúp bạn thường được lãnh đạo đánh giá khá tốt. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy ý chí kiên cường, mạnh mẽ của con giáp tuổi Nhâm Tuất, chính điều này đã giúp bạn vượt qua những trở ngại trước mắt. Không những thế, qua đây bản mệnh còn học hỏi và rút ra cho mình rất nhiều kinh nghiệm đáng quý. Tuy nhiên, Nhâm Tuất lại khá cứng đầu, cứng cổ trong các tình huống cần đến sự ứng biến tức thời. Thậm chí, nhiều khi bạn khăng khăng với ý kiến của mình, không chịu thỏa hiệp với mọi người xung quanh. Phương diện sự nghiệp không được khả quan do tác động từ cục diện Tuất Dậu tương xung. Công việc vẫn chưa tìm được hướng đột phá và trải qua nhiều thăng trầm khó đoán. Trạng thái tinh thần bất ổn cũng ảnh hưởng đáng kể đến công việc của bản mệnh trong thời điểm này. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch cũng có sự xuất hiện của hung tinh âm sát, tăng thêm nguy cơ đụng độ với tiểu nhân và rơi vào các tình huống thị phi. Điềm báo đấu đá và cạnh tranh cũng tăng cao. Trong thời gian này, bản mệnh có thể sẽ gặp phải nhiều sự cố không mong muốn. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và bình tĩnh để xử lý tình huống. Hãy chuẩn bị tinh thần và trang bị các kỹ năng giải quyết xung đột để đối mặt với những tình huống khó khăn, tránh gặp những rắc rối không cần thiết. Những người đang giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo hoặc điều hành cần đặc biệt thận trọng trong thời điểm này. Vị trí cao càng mang đến cơ hội thì cũng càng đối mặt với những rủi ro và thử thách. Có câu, càng trên cao gió càng lớn, thật sự đúng trong trường hợp này. Với người tuổi Tuất có thể dễ dàng trở thành mục tiêu của những chiêu trò hãm hại, gièm pha và bôi xấu từ phía sau lưng. Bạn cần hết sức tỉnh táo và cẩn trọng khi sử dụng những người thân tín xung quanh. Hãy đảm bảo rằng bản thân có được đội ngũ đáng tin cậy và biết cách chia sẻ thông tin một cách khôn ngoan, tránh bị phản bội hoặc lọt vào các tình huống mất lòng tin, mất uy tín. Hãy luôn đặt sự tỉnh táo và cảnh giác lên hàng đầu, kiểm soát chặt chẽ các thông tin quan trọng và bí mật. Dù có những thách thức và nỗi lo trong công việc, nhưng phương diện nhân duyên của người tuổi Nhâm Tuất lại có dấu hiệu khởi dựng trong thời điểm này. Nhờ sự hiện diện của Thái Âm, điều này mang lại cơ hội để bản mệnh xây dựng và phát triển các mối quan hệ quan trọng. Sự hỗ trợ và hậu thuẫn từ những người xung quanh sẽ giúp bản mệnh vượt qua khó khăn và đạt được những mục tiêu trong công việc. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất cho thấy rằng bản mệnh cần phải cẩn thận trong việc đầu tư trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Bởi với tác động của cục diện tương xung, bạn dễ đưa ra những quyết định cảm tính nhầm lẫn, dẫn đến việc hao tài tốn của, chưa chắc đã thu được lợi nhuận như mong muốn. Nếu luôn tìm cách thoái thác không chịu nhận lỗi thuộc về mình, bạn sẽ tự làm xấu đi hình ảnh cá nhân, hình ảnh của công ty, khiến mọi người không có ý định hoặc dè chừng hơn khi hợp tác với bạn. Thời điểm này, người tuổi Nhâm Tuất cũng sẽ phải chịu sự đấu tranh gay gắt đến từ đối thủ cạnh tranh, khiến việc kiếm tiền tưởng chừng ổn định bỗng trở nên khó khăn hơn nhiều. Tuổi Nhâm Tuất cần phải bình tĩnh để đưa ra được những đối sách phù hợp, bởi không phải lúc nào tranh đấu, giành giật cũng là cách thích hợp để giải quyết các vấn đề. Quan đới cho thấy, bản mệnh là một người luôn hừng hực ý chí và đầy hấp dẫn ý tưởng, tuy nhiên, quãng đường biến ý tưởng thành hành động vẫn còn khá xa. Trước hết bạn cần chuẩn bị đầy đủ mọi nhân lực và vật lực cần thiết trước khi bắt tay vào thực hiện. Đại hao cho thấy Nhâm Tuất cũng sẽ chi tiêu nhiều khoản khá tốn kém trong suốt khoảng thời gian này, hãy lý trí hơn khi mở hầu bao. Tình hình lương không tiến triển và đầu tư chưa đem lại hiệu quả như thế này, tốt nhất bạn nên cắt giảm các nhu cầu của mình. Đặc biệt không nên chạy theo những món đồ xa xỉ đắt tiền, vượt quá khả năng kinh tế. Tình hình tài vận không có nhiều khởi sắc, bản mệnh có thể gặp phải sự suy thoái và hao tài, chính do sự nghiệp đang gặp khó khăn. Bạn nên chú trọng và cẩn thận hơn trong việc quản lý tài chính và đầu tư để tránh thiệt hại. Nguồn thu nhập chính có nguy cơ bị giảm sút, bản mệnh cần tỉ mỉ, cẩn thận hơn khi làm việc để đảm bảo thu nhập ổn định, tránh sai lầm và gây nên những thiệt hại tài chính không đáng có. Các nguồn thu nhập khác cũng khó có khả năng phát triển. Việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn và đòi hỏi tuổi Nhâm Tuất phải nỗ lực nhiều hơn so với trước đây.
bạn càng thận trọng và cân nhắc kỹ trước khi đầu tư và tiêu xài, đảm bảo sự cân đối tài chính và tránh các rủi ro không mong muốn. Đặc biệt, sự xuất hiện của hung tinh kiếp tài và âm sát có thể tạo ra nguy cơ cao về việc mất tiền do bị kẻ xấu lừa gạt. Do đó, người tuổi Nhâm Tuất cần duy trì một trạng thái tỉnh táo và cảnh giác để tránh rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Việc chi tiêu ngày càng tốn kém do sự hiện diện của Nguyệt Lệnh Lâm Suy trong thời điểm này đang đe dọa túi tiền của người tuổi Nhâm Tuất. Bản mệnh có thể phải sử dụng các khoản dự phòng để đối phó với việc chi tiêu liên tục mà không kiểm soát được. Dù bản mệnh đã có nỗ lực kiếm tiền nhưng việc chi tiêu quá đà khiến tích lũy trở nên khó khăn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người tuổi Nhâm Tuất không thể xây dựng một quỹ tiết kiệm ổn định hoặc đầu tư cho tương lai. Để giải quyết vấn đề này, bản mệnh hãy cân nhắc và đánh giá lại các khoản chi tiêu của bản thân, tìm cách hạn chế và điều chỉnh những khoản chi không cần thiết. Đồng thời, hãy tìm hiểu và áp dụng các phương pháp tiết kiệm, quản lý tài chính để tạo ra một mô hình chi tiêu bền vững và tiết kiệm. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, Nguyệt Lệnh Lâm Suy đang gợi nhắc tuổi Nhâm Tuất cần quan tâm đến sức khỏe của mình. Bản mệnh có thể trải qua cảm giác mệt mỏi, thiếu hứng thú với ăn uống, khó ngủ do áp lực cuộc sống và công việc. Thời tiết ngày nắng nóng, sáng sớm và đêm lạnh cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng cơ thể và làm suy giảm sức đề kháng. Để duy trì sức khỏe tốt, Nhâm Tuất hãy chú trọng vào việc nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống lành mạnh và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao để tăng cường sức đề kháng. Đồng thời, hạn chế tiếp xúc với tác nhân gây căng thẳng và đảm bảo môi trường sống thoáng đãng và tươi mát. Dành thời gian cho bản thân và chăm sóc sức khỏe là điều quan trọng trong thời điểm này, giúp bản mệnh vượt qua mệt mỏi và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Với sự xuất hiện của âm sát, lại có cục diện xấu tác động, người tuổi Nhâm Tuất cần đề phòng nguy cơ gặp phải tai nạn hoặc sự cố bất ngờ để tránh những rủi ro không mong muốn. Hãy đảm bảo an toàn khi đi lại bằng cách tuân thủ các quy tắc giao thông và lái xe cẩn thận. Ngoài ra, hãy đề phòng những tình huống nguy hiểm trong môi trường làm việc hoặc trong các hoạt động thường ngày. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, đường tình duyên của người tuổi Nhâm Tuất khá dượng khi đào hoa ghé thăm, nhất là đối với người độc thân, nhưng đôi khi quá nhiều lựa chọn có thể gây ra sự khó xử cho bản mệnh. Đời sống xã hội cũng không còn thú vị với Nhâm Tuất nữa, vì bạn đã phải ép mình giao thiệp với những người khiến bạn cảm thấy không thoải mái khi trò chuyện cùng. Ở nhà quá nhiều có thể là nguyên nhân căng thẳng của các cặp đôi, một mặt bạn khao khát có được sự chú ý từ đối phương, mặt khác bạn cũng có thể có thêm không gian riêng tư cho mình. Dù mong muốn của bạn có bất đồng thế nào đi nữa, bạn vẫn nên thành thật với những cảm xúc của mình. Người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với vợ hoặc chồng, thậm chí nhiều khi hai người đối nghịch với nhau đến mức xảy ra chiến tranh lạnh. Chẳng ai còn muốn bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình. Đừng để những rạn nứt trong mối quan hệ tạo thành cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào quan hệ vợ chồng. Tam Bích bay về phương Bắc dự báo trong nhà có người di chuyển hoặc đi công tác xa nhà, vì thế khó khăn càng thêm chồng chất khi bạn không có người chia sẻ vất vả với mình. Do đó, bạn cần chủ động hơn, hãy tự tìm cách xử lý mọi thứ từ việc nhà cho tới công việc bạn nhé. Hãy cố gắng vì tất cả mọi khó khăn cũng sẽ sớm qua thôi. Gia đạo trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch có thể gặp phải một số xáo trộn, thị phi nhỏ. Tuy nhiên, để giảm bớt sự hung hại và duy trì hòa thuận trong gia đình, bản thân và mỗi thành viên nên có những thái độ và hành động phù hợp. Quan trọng nhất là biết kiểm soát cảm xúc và không để lời qua tiếng lại tác động mạnh tới tình hình gia đình. Hãy thấu hiểu và đạt lý trong việc giải quyết các mâu thuẫn và xung đột bằng việc tôn trọng, nhường nhịn và đồng lòng với nhau, gia đình sẽ luôn duy trì sự hòa thuận. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày một cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Xem tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, tuổi Nhâm Tuất cần giữ thái độ khiêm tốn và tỏ rõ tinh thần cầu thị trong 3 ngày này.
Cơ hội và thách thức luôn song hành. Nếu đủ bình tĩnh, bạn sẽ nhìn ra đâu là điều thích hợp dành cho mình trong công việc. Hãy chú ý kiểm soát cảm xúc của mình, thận trọng trong lời nói và hành động. Đừng nóng nảy, bởi may mắn của bạn lúc này không có nhiều. Đặc biệt khi giải quyết vấn đề, hãy làm mọi thứ một cách chậm rãi và đảm bảo chất lượng cao nhất. Hãy luôn mở rộng tầm mắt và bạn sẽ tìm thấy cơ hội ở khắp mọi nơi. Với sự giúp đỡ của những người quen biết, bạn sẽ mở ra những bước ngoặt mới. Ngay cả khi khả năng của bạn còn hạn chế, thì cơ hội vẫn đang chờ bạn khai thác. Về tài chính, trong thời điểm này, ngày đầu có hung tinh kiếp tài tác động, bạn nên tập trung vào các kế hoạch tiết kiệm hơn là chi tiêu phung phí hay hưởng thụ xa hoa vào thời điểm này. Mặc dù hiện tại thu nhập của bạn có thể không cao lắm, nhưng chỉ cần bạn quản lý tốt, bạn sẽ dần dần nhận thấy thu nhập của mình đã âm thầm thay đổi rất nhiều. Chuyện tình cảm. Đối với những người độc thân, bạn có thể bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn với người khác giới. Chỉ cần bạn luôn tự tin vào bản thân thì sức hút sẽ tăng vọt. Còn đối với những người đã có đôi thì mối quan hệ của các bạn sẽ càng sâu đậm hơn khi cùng nhau vượt qua khó khăn. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mão. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, xanh. Con số may mắn: 64, 89, 50 và 21. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho biết, dù có các tinh tử vi che chở, nhưng những người tuổi Nhâm Tuất vẫn chưa có nhiều cải thiện về vận may trong 3 ngày này. Trong trường hợp này, bạn nên giữ thái độ khiêm tốn và nhãn đại, chờ đợi thời cơ, hãy thực tế trong công việc, làm từng bước một và đừng vội vàng đốt cháy giai đoạn. Thời điểm này, cần nhất là làm mọi thứ một cách chắc chắn, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của bản thân. Nhâm Tuất nên dành nhiều thời gian hơn để giải quyết các vấn đề công việc và chớ bị phân tâm bởi các yếu tố bên ngoài. Sau khi giải quyết các công việc ban đầu của công ty, bạn sẽ cảm thấy tự chủ và tự do hơn. Về mặt tài chính, bản mệnh hãy chú ý đến việc tiết kiệm chi tiêu. Một số kế hoạch đầu tư hoặc kinh doanh sẽ gặp trở ngại. Nếu Nhâm Tuất có thể kiểm soát được sự nóng vội và cố gắng hết sức để điều chỉnh ngân sách của mình, thì bạn có thể giải quyết được những vấn đề này vào ngày cuối thời điểm, khi chính tài xuất hiện. Thời điểm trong 3 ngày này, tuổi Nhâm Tuất cần đặc biệt chú ý đến các loại tiền ảo. Dù muốn mua hay bán thì càng thận trọng càng tốt. Phương diện tình cảm cũng cần được lưu tâm. Tranh cãi giữa các cặp đôi có thể nảy sinh do cảm xúc ghen tuông thôi thúc, nên hãy cố gắng tránh điều này xảy ra khi bạn đạt được sự đồng thuận giữa cả hai. Tốt nhất bạn nên lắng nghe ý kiến của đối phương, đừng luôn đòi hỏi người ấy phải nghe theo. Nhâm Tuất hãy thư giãn đầu óc và dùng những lời nói ấm áp để tạo dựng niềm tin giữa hai người. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: nâu, đỏ. Con số may mắn: 92, 43, 67 và 84. Bí quyết cải mệnh của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Bạn có biết rằng đạo không nằm trên bầu trời mà nằm trong tim mỗi người hay không? Người khác không thể khiến chúng ta thay đổi. Chỉ có chính bản thân chúng ta khi ngộ ra những điều là chân lý thì mới có thể thay đổi cuộc đời mình. Đức Phật dạy rằng con chỉ mất khi con còn nắm giữ. Càng sân si, càng suy nghĩ về chuyện gì mà không thể buông bỏ được thì càng dễ mất đi những cái tâm ta trong sáng. Lòng ta nhẹ nhàng cho đi, những thứ đó sẽ còn mãi với ta. Không ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân mình. Đây là điều mà thực tế đã nhiều lần chứng minh. Không ai có thể và cũng không ai đi theo để nâng đỡ ta cả. Đệ tử chúng ta phải đi trên con đường mà mình đã chọn bằng chính đôi chân của mình. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm của anh chị tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Theo sao chiếu mệnh, sao kế đô. Kế đô là hung tinh, kỵ nữ hơn nam, với tuổi Nhâm Tuất nam mạng thì nhẹ nhàng hơn đôi phần. Năm có sao này chiếu, đương số dễ gặp chuyện không may, tai nạn bất ngờ, hao tài tốn của, tàn khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch.
theo niên hạn, hạng địa dõng. Hạng địa dõng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạng này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ Tuất và ngày Tuất. Hạng này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tuất 2024, năm con rồng, tuổi Nhâm Tuất nam mạng gặp vận niên Dương Thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ, hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành, là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ý tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, các bổng chuyển hung, khó lường bất trắc. Cách hóa giải vận hạn. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Cách hóa giải hạn địa dõng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Đối với nữ mạng tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Thái Dương là phúc tinh có tính chất cứu giải rất tốt, tốt cho nam mạng hơn nữ mạng. Thái Dương như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Năm gặp sao này chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Theo niên hạn, hạn địa dõng. Hạn địa dõng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ Tuất và ngày Tuất. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tuất 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Nhâm Tuất nữ mạng gặp vận niên Dương Thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ, hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành, là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ý tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, các bổng chuyển hung, khó lường bất trắc. Cách hóa giải vận hạn. Cách làm tăng các tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ.
Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn địa giỗng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.